Sáng sớm nay thì bão Trà My đã mạnh thêm một cấp lên cấp 9 giật cấp 11. Ngày mai thì bão sẽ đi vào Biển Đông. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó chuyển sang hướng Tây với tốc độ khoảng 15 cây số mỗi giờ. Khoảng chiều đến tối mai bão đi vào Biển Đông. Trong quá trình di chuyển, bão tiếp tục mạnh lên. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 10, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa 330 km về phía đông đông bắc. Cường độ bão đạt cấp 11 giật cấp 14, tức là sức gió mạnh nhất có thể lên tới 160 km mỗi giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, từ sáng mai tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 cấp 11 giật cấp 14, biển động dữ dội. Dù chưa đi vào Biển Đông, thế nhưng hoàn lưu mây ẩm của cơn bão Trà My khá rộng. Hiện tại nó đã bao phủ và gây mưa rông mạnh cho khu vực phía đông của giữa và Nam Biển Đông. Dự báo trong ngày mai thì bão Trà My sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6, có thể mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 10 thì tâm bão còn ở cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng là 330 km về phía đông đông bắc. Cường độ bão thì đạt cấp 11, giật cấp 14, tức là sức gió mạnh nhất có thể lên đến 160 km một giờ. Cảnh báo vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, từ sáng ngày mai tăng lên cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Còn do ảnh hưởng của không khí lạnh, cả khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa và khu vực Vịnh Bắc Bộ thì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị vào đến Bình Thuận, ra ngoài khơi khu vực phía đông của huyện đảo Trường Sa có gió mạnh lên cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động. Trời mưa rông, nguy cơ đi kèm theo lốc xoáy và sấm sét, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Đó là thông tin mà cơn bão số 6 đã hình thành. Dạ, Yến Vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe cùng em thăm Huế. Ngày hôm nay sáng ra thì trời yên biển lặng này, trời quang mây tạnh. Trên bờ, bên bờ sông Hương tại cầu Bản Nguyệt. Bây giờ đứng từ cầu Bản Nguyệt có thể nhìn thấy thêm một cái cầu nữa. Có đến 3 cái cầu. Cầu Giả Viên, cầu Bạch Hộ, tức là cầu sắt đường sắt đó. Rồi nhìn xa hơn nữa là cái cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng. Bên kia bờ sông đầu con sông An Cửu, nay cũng đang chỉnh trang bên sông. Công viên Bùi Thị Xuân, bên thuyền đó. Cầu Bạn Nguyệt. Con nước sáng nay khá là êm đềm vì ngày hôm nay không mưa. Cũng như đêm hôm qua cũng có những cơn mưa rào, mưa vừa, không mưa lớn. Dạ, tiệc trời ngày 24 tháng 10 tại Huế ngày hôm nay từ 22 đến 29 độ C. Nhiệt độ ngoài trời lúc này 7 giờ đúng là 24 độ C nha bà con. Khả năng ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa, nhưng mà nhìn khá ổn hơn là những ngày trước. Mưa ngày hôm nay sẽ mưa không lớn, sẽ có mưa rào mưa giống thôi. Như vậy là kết thúc đợt mưa dự báo trong ngày 20, 21, 23, 24. Và bây giờ thì chúng ta đang chờ và nghe thông tin về cơn bão số 6, bão Trà My. Đầu video bà con được nghe thông tin, em cũng cập nhật chút thông tin để bà con biết thêm về cơn bão số 6.
có tên là Chami. Đây, tuyến đường Lê Duẩn, trước mặt kinh thành Huế, đường quốc lộ 1. Em đang hướng lên khu vực Kim Long này. Buổi sáng ra dòng người đi qua lại trên đường phố rất là đông. Ngược dòng Hương. Như vậy là có một buổi sáng trong lành trở lại đó. Tuy nhiên thì vùng biển mùa này không yên được. Sóng gió thất thường. Đó, làm hư sạt lở rất là nhiều nơi tại bờ biển của Thừa Thiên Huế. Đặc biệt khu vực từ Phú Thuận đi vào Phú Hải bà con. Những thông tin những ngày qua truyền hình cũng đã thông báo, cảnh báo sạt lở nặng tại vùng biển Thừa Thiên Huế. Đây ngã tư đường cầu Bạch Hổ lên Kim Long. Đây có cổng cửa phủ, nơi thờ tự đó, phủ thờ Đức Quốc Công. Bước vào khu vực Kim Long là đã bắt gặp hình ảnh cổng cửa phủ rồi đó bà con. Đây nè, đây những cái cổng cửa phủ như vậy ở Kim Long còn nhiều. Thì tiết trời cũng khá ổn rồi. Bây giờ đang chờ thông tin cơn bão sẽ như răng nữa để đề phòng né tránh bà con. Hy vọng cơn bão khi mà vào vùng biển của Việt Nam thì nó suy yếu đi. Chờ nhìn hình như đường đi cũng khá là phức tạp. Một số thông tin cho ra hướng đi của bão là hướng đi phía hướng Tây Bắc sau khi qua vùng đảo của Philippines ra Biển Đông, rồi vài ngày tới cũng sẽ có cái hướng đi lệch về phía Nam. Thì khả năng là các tỉnh Nam Trung Bộ đó bà con sẽ hứng chịu đợt bão này đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn chờ đợi xem thông tin thời tiết có khi có cái sự thay đổi. Đường Kim Long ngày nay sáng làng, nhìn bên bờ sông có cái cầu. Sắp hoàn thành rồi đó bà con. Trên đường cầu đang thả những tấm bê tông. Bên cạnh đó thì đường Phú Mộng cũng là con đường mới đô thị hiện đại. Chốc lát nữa chúng ta sẽ đi vòng qua đường Phú Mộng Quang Lục. Bây giờ ghé thăm
cầu Nguyễn Hoàng. Đây này, đây là khu vực đầu đường này. Cái con sông nhỏ chạy theo đường Phú Mông sẽ ra cái cầu này. Và ở đây sẽ có cái lăng can đường đi bộ ven sông nhỏ đi vào phía trong. Bên cạnh con sông đường Phú Mông đó bà con. Khu vực bên đình làng Kim Long đông đúc họp chợ. Bỏ rau bỏ ràng mẹ mày mẹ ngồi bán bên đường khi trời nặng lên. Đây cái sân này vỉa hè cũng đã được dọn dần dần đây, phải rất là thoáng luôn. Khu vực vỉa hè này cũng để có giải tỏa không, thấy cái sân người ta đã cũng đưa đi hết rồi đấy, nhìn rất là thoáng. Đó, bên kia bên trái là không gian của đường lên cầu. Nhà cửa bà con đang chỉnh trang đưa vào phía trong. Chắc là nơi đây cũng ảnh hưởng vỉa hè lần lần rồi đến khu vực đường Nguyễn Hoàng là tuyến đường thẳng tâm về cầu đó. Và khu vực này là nơi cầu đi qua vào đường Nguyễn Hoàng đó bà con. Bên kia nhìn thấy rõ hơn đó là đường lên cầu. Hai bên đường người ta đã đổ làm những cái đường dầm tường vững chắc lên trên rồi. Đó, mũi cầu. Nhìn từ đường Kim Long rất là rộng bà con, khoảng đi lên trên cầu đó. Người ta đổ ra tại khu vực đầu này nữa. Một con đường lên cầu là cầu này xuống cầu này. Đó cái nền móng ra đến khu vực này. Công viên ngày nay hiện đại sẵn sàng. Khi cái cầu xong gọi là mọi thứ đã hiện đại. Đây là cái khoảng sân công viên như cái quảng trường lớn tại trước mặt đình và bến Kim Long. Xuất hiện ánh dương le lói trong đám mây. Đây bến Kim Long, nhìn qua cầu rất là gần. Công trình đã sắp hoàn tất rồi. Không nhìn thấy những cái chặn bên dưới cả cái hệ thống của móng nữa. Bây giờ người ta làm mặt đường trên đó. Vòm cầu
chặn thường hạ lưu, có dây ri văng, dây nẹo. Nhìn qua bên phía Bùi Thị Xuân, còn bên này thì công trình đã sát với đường Kim Long chúng ta đi đó. Ngày nắng công trình là tiến độ càng nhanh hơn. Khả năng ngày mai ngày kia bắt đầu mới xuất hiện mưa do ảnh hưởng của bão đến gần đó bà con. Còn đến hôm nay thì tiết trời khá là đẹp mắt rồi. Đó là hình ảnh cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng mới nhất ngày hôm nay, tiến độ như vậy thôi. Con sông chạy vào phía sau đường này phù mộng. Ở đây mai người ta chỉnh trang khu vực bên kia, và bên này nhìn cái cầu có duyên dạng hơn đó, sẽ có hình ảnh mới mà đẹp hơn đó. Và đây chúng ta sẽ qua thăm đường phù mộng hiện đại của đô thị mới ngày nay. Đây, vào đầu đường là bên công trình người ta đang thi công giai đoạn sắp hoàn tất rồi đấy. Đó, con nước chảy từ ra từ sông Phương vào khu vực này. Ở đây người ta chỉnh trang mất thời gian rất là lâu. Năm xưa đây là một cái bãi đất có công được đi ở giữa và nhìn công trình ống tùm, và để xây dựng lên cái khu vực bên sông này mất khá là nhiều thời gian công sức, bê tông sắt thép làm vững chắc bà con. Ngày nay là đã thấy hình thành rồi đó, làm lề lối. Còn bên trên, bên dưới dòng sông thì đã hoàn thành cái kè chắn. Đó là đầu đường đang còn đoàn công trình nữa. Còn khu vực đầu này thì hình như là đã hoạt động ngon lành rồi. Mấy tháng quá rồi bà con. Đường bê tông cao ráo rộng rãi, rồi có bồn hoa một bên như công viên, rồi có cái lan can cầu đi bộ, đường bộ đó, đèn điện, và những cái cầu bắc ngang qua dòng sông nhỏ. Mềm mại, vững chắc nhưng mà lại mềm mại, hiền hòa. Đó, phù mộng Kim Long ngày nay. Và nay mai cái cầu tại sóng Kẻ Vàng bắc ngang qua đường Lê Dũng
tại đầu đường Phạm Thị Liên, cũng là ngã tư Vàng Xuân về Phú Mông. Thì sẽ nối nhịp để bà con đi bên khu vực nội thành từ cửa khẩu đi ra, cũng như Bắc Nam trên tuyến đường Lê Duẩn đi vào Kim Long rất là gần, và cầu đường rất là rộng, tiền rất là tiền, và cầu được làm mới, ngày mai cũng sẽ hoàn thành. Để nối nhịp bà con du khách đến về nhà vườn Kim Long gần hơn, đường xá ngon lành hơn. Đó, để các cái khu du lịch sinh thái cũng như các cái nơi bà con kinh doanh làm ăn hoạt động bọc lên. Kinh tế đi lên vững mạnh hơn. Yeah. Công trình đẹp chưa? Quê tôi như một cái cung điện. Đường Phú Mông ngon lành ngày nay, cầu kiều, sông nước, hệ thống bắt đầu hiện đại văn minh, sạch sẽ mọi người, cải thiện môi trường nước. Đó, người ta vẹt sông, người ta tập hợp cái đất đá đây này, con sông được vẹt sạch. Ngoài kia đường Phạm Thị Liên, ngã ba đầu đường Phú Mông Vàng Xuân, ở bên kia cây cầu sẽ bắt ngang qua nối nhịp ngay qua khu vực đường sắt, băng qua đường Lê Duẩn đó bà con, đi thẳng sẽ qua cửa hữu đó, cầu rộng lớn hơn. Đường Vàng Xuân ngày nay cũng chỉnh trang, bên bờ sông cũng hiện đại, công viên, đường đi bộ đầy đủ. Đó, nay mai về hai bên là đều có tuyến đường đi bộ ven sông lắm. Đó, bên kia hệ thống cầu người ta đang làm. Đường ven sông và dòng sông kẹp vàng này nay mai cũng sẽ sạch sẽ, sau khi bờ kè được người ta làm xong thì sẽ vét xong, môi trường sẽ đẹp lành mạnh. Công viên Vàng Xuân đầy đủ chức năng, bùng hoa cây xanh, nơi tập thể dục của bà con đi bộ. Sông Kẹp Vàng chạy dọc từ cầu Kim Long ra hướng cầu An Hòa đó bà con.
Dạ, đó như hình ảnh Huế ngày mới ngày hôm nay 24/10/2024. Tiết trời dự báo Huế từ 24 đến 29 độ C. Ngày nay khả năng là có nắng nhẹ nha bà con. Còn thông tin thì trước mắt đang còn cơn bão số 6 sẽ ảnh hưởng ít nhiều khu vực miền Trung xứ Huế. Những hình ảnh em sẽ còn cập nhật về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em kết thúc video. Khi xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Và một lần nữa em vui xin chúc tất cả bà con luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Em vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người.